Cương mến chào anh Khánh ở Nghệ An ha. Anh có gọi điện và đặt ủng hộ Cương bộ hát Sao Cạc C100 bộ mới nhất 2023 ha. Sản xuất cũng khoảng gần một tháng ha. Và Miro BM900 thông dụng ha. Bộ hát này thì chỉ có hơn 1 triệu tí thôi, thì anh cũng đã biết rồi. Và sản phẩm của anh là gồm có Sao Cạc, Miro, em đã có chụp hình trước rồi, và gồm cả chân kẹp mic, chân kẹp điện thoại đầy đủ ha, tai nghe đầy đủ hết. Nói chung về anh có điện thoại là xài được thôi, ngoài ra không bất cứ mua cái gì nữa hết. Giờ em tăng nhạc test cho anh luôn. Kiểm tra Sao Cạc mới nhất C100 Bigo BM900 cho anh Khánh nghe. Ngỡ là bạn bè thôi, sáng tác Trang Hoàng Phương, Tông Nam, karaoke Nhật Nguyễn. Anh nhớ về anh cầm cái môi mình hướng mặt chữ nha. Cục này thì nó chỉ ngang giá với K300, nó không có cao hơn nha. Ngỡ là bạn bè thôi mà tương tư mất rồi, mà thương thầm trộm nhớ. Ngỡ là bạn bè thôi mà yêu đương mất rồi, người ơi em giống tôi không. Lá trầu và buồn câu còn thêm vôi thắm mộng, tình em thành thả lắm. Đó, đây là em đang hát cái chế độ KTV2. Khi mình mở nguồn mặc định là KTV1 ha. Em nhắn là KTV1 cho anh xem. Đây là KTV1 ha. Tiếp tục thử KTV1 cho anh xem ha. Anh thích chế độ nào thì cứ hát. Em hát lại một đoạn chế độ KTV1. Anh cứ mở nguồn lên là hát luôn, không cần chỉnh gì hết nha. Vì cái micro này sử dụng mic 48V mà anh không cần cũng được, không quan trọng nha. Không quan trọng cái này nha. Tại vì anh xài mic 5V. Ngỡ là bạn bè thôi mà tương tư mất rồi, mà thương thầm trộm nhớ. Ngỡ là bạn bè thôi mà yêu đương mất rồi, người ơi em giống tôi không. Lá trầu và buồn câu còn thêm vôi thắm mộng, tình em thật thà lắm. Muốn ngỏ lời cầu hôn giờ em câu chối từ, sợ rằng tôi khổ đau. Em nhỏ nhạc nói thêm một cái rồi em gửi cho anh video. Đây là âm lượng tổng của cái tai nghe ha. Anh cứ dặn cao đại đi cho nó lớn trong cái đầu mình nó hay ha. Cứ dặn đại cao không ảnh hưởng gì thu âm live stream nha. Đây là cái chế độ vang nhiều vang ít. Em đang chỉnh 80, em tắt vang cho anh xem nè. Đây, tắt luôn. Rồi tăng lên sợ cỡ 80 ha. Còn anh mở nguồn lên là mặc định KTV rồi. Bên đây nó để mic 2 là chép. Ví dụ mình tăng chép thì cứ tăng ha. Hạ chép cứ hạ, không cái này nhầm không sao nha. Bên đây nhầm không sao. Này âm chung. Mic lô là âm bass ha. Còn này là âm lượng mic thì giọng mà mình hát cái môi mình xa miệng thì mình tăng, còn hát cái môi mình gần miệng thì mình hạ bớt, như vậy ha. Còn những cái hiệu ứng bên đây là hôn, cười, vỗ tay ha. Đặc biệt anh đừng có nhắn vô cái chữ MC nha. Nhắn vô chữ MC là mình không hát được. Mình nhắn vô khi mình nói chuyện là nhạc nó tự nhỏ lại, khi mình không nói chuyện nhạc nó sẽ tăng lên. Đó là chế độ MC nó để rõ luôn ha. Nói tóm lại là anh mở nguồn lên là KTV1 luôn, hát luôn, không có cần chỉnh gì nữa hết. Còn đây là em đang lấy nhạc bằng Bluetooth.
Còn anh không thích lấy nhạc vào Bluetooth á, nó có cái đường cái chữ like ở sau, lấy con dây này nè, anh găm vô một cục sao kẹt C100, đầu còn lại anh găm vô cái điện thoại, có nghĩa là anh không xài vào Bluetooth, anh hát nhạc dây ha. Cái này nó có kèm sẵn. Còn này là cọng cáp sạc cho cái cục này, mình có thể xích đi đâu mình hát cũng được ha. Mình sạc đầy mình hát mấy tiếng luôn, 3-4 tiếng bình thường nha. Đó là đầy đủ hết trơn, có chi tiết cho anh. Một lần nữa em cảm ơn anh Khánh rất nhiều nha.